dứt điểm từ xa. Thì một pha va chạm mang tính chất giữ chân của cầu thủ áo trắng đã tạo ra khoảng trống cho Hoàng Xuân Tân. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống sút xa thành bàn của Hoàng Xuân Tân. Sau một nhịp quan sát, Hoàng Xuân Tân đã quyết định dứt điểm thẳng về khung thành của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. 4 bàn thắng đã được ghi ở hiệp đấu.